Chào mừng tất cả các bạn học sinh lớp 8 trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Lung Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 10. Hôm nay chúng ta sẽ giải hai cái bài tập cuối cùng của Unit 10 là bài tập số 10 và bài tập số 11. Và bây giờ chúng ta vào bài tập số 10. Bài tập số 10 người ta yêu cầu thế nào? Là người ta yêu cầu chúng ta là điền vào những cái chỗ trống này. Với những từ trong có trong cái hộp này nè, và đương nhiên nó sẽ có nhiều hơn chúng ta cần, người ta cho nhiều từ hơn, nhưng trong khi chúng ta cần chỉ có 12 từ thôi. Thì cái chỗ này trong cái bài tập này á, là các bạn để ý, chúng ta phải đoán nghĩa các bạn nhé, chúng ta phải đoán nghĩa thì chúng ta mới dùng chính xác được. Thì cái bài tập nó cũng tương đối khó, rồi các bạn sẽ làm quen thôi. Đầu tiên các bạn nhìn vô cái bài đọc này để các bạn tôi giải nghĩa rồi các bạn hiểu luôn rồi nha. Cái việc tái chế là quá trình, đó các bạn thấy chưa, là quá trình những cái vật liệu là tạo nên một cái quá trình những cái vật liệu đã qua sử dụng thành những cái sản phẩm mới. Có nghĩa là cái việc tái chế là việc sản xuất những cái vật liệu đã qua sử dụng rồi thành những cái sản phẩm mới để ngăn chặn cái sự lãng phí những cái vật liệu có ích tiềm năng. Đó các bạn, như vậy là chỗ này á, chúng ta phải đoán nghĩa của nó. Chúng ta phải đoán nghĩa tại sao chúng ta dùng chữ useful được. Useful được là ta đoán được nghĩa của câu đầu tiên này, cái vế đầu tiên này. Cái việc tái chế là cái quá trình sử dụng những cái chất liệu đã qua sử dụng rồi đó, việc sản xuất những chất liệu qua sử dụng thành những cái sản phẩm mới để ngăn chặn sự lãng phí của những cái vật chất mà hữu ích tiềm năng. Đó, đó là vế thứ nhất, là chúng ta từ useful này. Này, ta dùng từ này. Này, được chưa? Rồi, đó là cái vế thứ nhất. Rồi tiếp tục, cái việc tái chế đây là quá trình gì nữa? Việc tái chế đây là một quá trình giảm thiểu gì? Giảm thiểu sự tiêu thụ cái gì? Những cái vật liệu, nguyên vật liệu thô. Các bạn hình dung được chưa? Nguyên vật liệu dạng thô. Đó có nghĩa là ta giảm thiểu cái sự tiêu thụ những dạng lưu nguyên vật liệu dạng thô này. Raw. Đây là một, nó có nghĩa là sống nha và thô nha, tùy vào ngữ cảnh nhé các bạn nha. Đây, raw. Đây. Đó. Nguyên vật liệu thô và là tươi mới đó, vân vân. Và giảm thiểu gì nữa? Cái việc sử dụng năng lượng cũng như là giảm thiểu sự ô nhiễm không khí, đúng không? Ô nhiễm là nói đó, ô nhiễm không khí là ô nhiễm nguồn nước, nhưng chỗ này đã có ô nhiễm nguồn nước rồi, ô nhiễm nguồn nước rồi này, thấy chưa? Thì chỗ này phải là ô nhiễm không khí. Đây, ô nhiễm không khí đây. Và từ cái gì? Việc ô nhiễm không khí từ những cái đống rác, bằng cái việc giảm thiểu nhu cầu cho cái việc xử lý những rác thải truyền thống và làm giảm thiểu thấp hơn cái hiệu ứng nhà kính. Đó, hiệu ứng nhà kính này, đây là một cụm từ đi liền với nhau các bạn nha. Đó, greenhouse gas emissions, đó là hiệu ứng nhà kính đó. Như vậy là từ chỗ đầu tiên cho đến đây là nó mới có một câu thôi, mà đối với các bạn đôi lúc các bạn chưa làm quen với cái cách viết của cái người nước ngoài, người ta viết một câu tương đối dài thế này. Thực ra cái chỗ này tôi sẽ nói ngắn gọn là các bạn hiểu thế này nha, rất dễ hiểu thôi, mặc dù câu rất dài. Chúng ta có 5 chữ để điền vào, nhưng rất là dễ hiểu thôi. Là ta hiểu ngay câu đầu tiên của nó thế này nha. Cái việc tái chế là cái việc tạo ra từ những cái vật liệu đã qua sử dụng thành những sản phẩm mới để ngăn chặn cái việc lãng phí những chất liệu hữu ích có ích tiềm năng. Và cái việc tái chế này cũng là việc giảm thiểu lượng tiêu thụ những cái vật liệu dạng thô sống, cũng như là giảm thiểu cái việc sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước từ cái gì? Từ những cái đống rác thải, việc xử lý rác thải. Bởi cái việc gì? Giảm thiểu cái nhu cầu cho những cái xử lý rác thải truyền thống và giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Vậy thôi, cái câu ngắn gọn như vậy là các bạn hiểu được rồi. Rồi, đến câu thứ hai này. Cái việc tái chế là sao? Là một thành tố quan trọng của việc giảm thiểu chất thải hiện đại, được chưa? Đó, việc tái chế là một thành tố quan trọng của việc giảm thiểu chất thải hiện đại, thác rác thải hiện đại, và là gì? Thành tố thứ ba của cái công thức
lãng phí, công thức rác chất thải lãng phí đây. Đó, các bạn chúng ta công thức lãng phí đây, thấy chưa? Đó, hôm trước chúng ta học đó, ba chữ R đó, reduce, reuse and recycle. Recycle là thành tố thứ ba này. Đó, thành tố thứ ba, thứ nhất, thứ hai, thứ ba này, được chưa? Số thứ tự đây. Third. Đây. Đó rồi đây. Đó các bạn thấy chưa? Rồi. Đó là hết đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là sao nào? Đoạn thứ hai. Cái những cái chất liệu có khả năng tái chế được bao gồm nhiều loại, như nhiều loại như là thủy tinh này, giấy này, rồi nhựa này, rồi vải này, rồi các điện này, vân vân, thì chỗ này phải thiếu một chất liệu nữa đúng không? Ta tìm trên đây có chất liệu không? Trên đây. Đấy, đấy, kim loại đấy, được chưa? Cũng có thể là đây cũng được, thép hoặc là kim loại cũng được, hai cái này cũng được hết, được chưa? Rồi. Đó, những cái chất liệu có khả năng tái chế được là bao gồm những cái loại đó, vân vân. Mặc dù có tác động như nhau, đây là một câu rất là hay, mặc dù có tác động như nhau, nhưng cái việc tạo ra phân bón hoặc là cái việc tái sử dụng những chất thải vi sinh vật học đây, cái việc tạo ra phân bón cũng như việc tái sử dụng chất thải sinh vật học này, như là những cái chất thải từ làm vườn hay là thức ăn, thì không được xem như là việc tái chế. Các bạn hiểu câu này không? Có nghĩa là đối với người viết trong cái câu đoạn này á, người ta xem là ví dụ những cái việc này được xem là việc tái chế này, như là từ kim loại, từ thủy tinh, từ nhựa rồi ra những sản phẩm mới, người ta gọi là tái chế. Người ta không xem cái việc tạo ra phân bón hay là xử lý những cái chất thải từ làm vườn hay là từ thức ăn thành phân, là người ta không xem đó là việc tái chế. Người ta đó là xem là việc khác chứ không phải là tái chế. Đó, ý của nó là như vậy. Những chất liệu được tái chế, đây, những chất liệu được tái chế hoặc là mang đến một trung tâm sưu tầm, một trung tâm thu thập, hoặc là được nhặt từ lề đường, sau đó sưu tầm phân loại ra, rửa sạch và tái chế lại thành những vật liệu mới cho các nhà máy á, được chưa? Các bạn hình dung được chưa? Như vậy là cả cái đoạn này á, đây là một cái bài tập tương đối là khó đối với các bạn, đối chúng ta phải phán đoán nghĩa, được chưa? Để chúng ta làm đó, những cái từ đó nó đều có trong này hết rồi. Đây là cái từ này là từ sưu tập phân loại các bạn nha. Đây nó đây này, được chưa? Đang viết vào dạng bị động đó. Rồi, đó cũng là bài tập số 10. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 11. Bài tập cuối cùng của unit 10. Bài tập số 11 á, là người ta yêu cầu mình đọc cái đoạn văn và trả lời những câu hỏi có nhiều sự lựa chọn đó. Thì ta sẽ chọn A, B, C, D, tùy ta. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đọc sơ qua cái bài này rồi chúng ta sẽ cùng làm với các bạn nha. Cũng dễ thôi, chứ không có khó đâu. Các bạn chịu khó theo dõi nha. Đây. Ở thành phố Croydon này, nhiều năm, cách đây nhiều năm, một lượng lớn những bức tranh đã bị phá hủy bởi không khí bẩn, và nhiều người trong thành phố bị chết và hàng ngàn người khác bị bệnh từ khói trong không khí, và chỉ trong một năm thôi. Các bạn thấy chưa? Ô nhiễm không khí hay là ô nhiễm không khí bẩn này, không khí bẩn hoặc là ô nhiễm không khí hay là không khí bẩn này, bị gây ra bởi nhiều thứ. Những cái đám mây to, những đám mây khói to này, những đám mây khói đó, khói bụi đó to, đến từ các cái ống khói của nhà máy, rồi những chiếc xe hơi thì xả khói vào môi trường không khí, và cái việc đốt chất thải cũng lấp đầy ô nhiễm không khí, được chưa? Đó các bạn thấy chưa, việc đốt rác thải, chất thải cũng làm góp phần cho việc ô nhiễm không khí. Thậm chí cái việc đốt những cái lá cây cũng góp phần làm ô nhiễm không khí, đưa khói vào không khí làm ô nhiễm không khí đó. Các bạn biết là lá cây nếu mà chúng ta ủ nó thành phân thì nó tốt, nhưng nếu chúng ta đốt nó tạo khói, nó cũng làm, nó tạo ra khói, nó cũng làm ô nhiễm không khí các bạn nha. Rồi, khói
của tất cả các loại là không tốt cho hô hấp, cho thở đó, hít thở đó, và có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể của con người. Đó là toàn bộ cái đoạn đầu đó như vậy các bạn nha. Tiếp theo, đoạn tiếp theo các bạn hình dung này. Chúng ta sẽ có một vấn đề, chúng ta sẽ có một vấn đề với ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tốt hơn sau đó ở thành phố này, ở thành phố đó, bởi vì hội đồng thành phố đã làm một cái quyết định, đã đưa ra một cái quyết định để hạn chế cái lượng khói của xe hơi có thể xả vào không khí. Và cái quyết định đó cũng cho phép đã thiết lập một sự giới hạn ô nhiễm từ những cái nhà máy điện, từ những cái nhà máy cũng như nhà máy điện, được chưa? Đó là cái đoạn thứ hai. Cái đoạn thứ ba, đoạn cuối cùng. Mặc dù các nhà khoa học không có khả năng để ngăn chặn cái việc ô nhiễm không khí này, nhưng họ cũng đã thành công trong việc tìm ra nhiều cách thức để làm cho những chiếc xe hơi cũng như những cái nhà máy đốt nhiên liệu sạch hơn. Đó, làm cho những nhà máy, những xe hơi đốt nhiên liệu sạch hơn nhờ các nhà khoa học đó. Người ta cũng đã cẩn thận hơn trước đây. Ví dụ trước đây họ rất là vô tư trong việc xả rác rồi đốt rác rồi, bây giờ người ta cẩn thận hơn để bảo vệ môi trường. Ví dụ họ không có đốt cái lá rơi vào mùa thu nữa. Đó, nãy ta nói đó. Và chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài để đi. Nhưng nếu tất cả chúng ta làm việc kết hợp cùng nhau, và chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Đó là toàn bộ cái đoạn văn. Vậy thì bây giờ chúng ta làm đơn giản, rất dễ, nhanh thôi. Đây, trong toàn bộ thì cái bài văn này nói về vấn đề gì? Trong toàn bộ, trong cái nghĩa toàn bộ đó, thì cái đoạn văn là nói về cái gì? Không khí bẩn, năng lượng điện và đốt, việc đốt dầu á, thì đương nhiên không khí bẩn là nói về vấn đề không khí bẩn, rất đơn giản đúng không? Đề cập đến không khí rồi đó, chúng ta nghe vừa người vừa xong đó, rất dễ đúng không? A liền rồi. Đến B, câu B. Ô nhiễm không khí được bị gây ra bởi cái gì? Đầu tiên, ô nhiễm không khí bị gây ra bởi cái gì? Những đám mây, cái việc hô hấp, những bức tranh, khói bụi. Đương nhiên nhìn vô là thấy B liền đúng không? Khói bụi đó, đấy ta đọc trong đó, ta đọc, ta biết rồi. Rồi B. Rồi C là câu tiếp theo là gì? Khói bụi rồi nha, chọn B nha. B là chọn B luôn. Câu tiếp theo, câu 3 này. Cái công việc nghệ thuật, những công việc nghệ thuật bị phá hủy bởi không khí bẩn, đúng hay sai? Đúng hay sai, hoặc là không đề cập. Trong trường hợp này ta quay lại bài, có phải là công việc nghệ thuật không? Không, nó chỉ nói là một số lượng những bức tranh lớn này này, các bạn nhìn này. Đây. Đây. Một số lượng lớn những bức tranh thôi, chứ không phải là nói về toàn bộ công việc nghệ thuật, đúng không? Cho nên là chỗ này đấy là sai, được chưa? Không bị phá hủy bởi không khí bẩn mà chỉ là một số lượng những bức tranh lớn thôi, chứ không phải là nó là công việc nghệ thuật nha. Và câu này là chọn là B. À, sai. Rồi, câu D chọn là gì? Câu tiếp theo chọn là gì? Tại sao cái việc đốt lá thì gây ra ô nhiễm không khí? Mấy lâu nay ta không quan tâm, không để ý, nhưng đốt lá nó gây ra ô nhiễm không khí. Tại sao? Các bạn nhìn vào. Tại sao? Tại vì chúng có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng, nguy hiểm. Chúng để lại tro bụi đằng sau và chúng góp phần xả khói vào môi trường không khí. Đương nhiên là C rồi, đúng không? Hồi nãy chúng ta thấy, ta đọc cái bài đó, bài đó là cái việc đốt rác nó không gây ra cái ô nhiễm không khí đó, xả khói vào không khí đó. Đây nè, các bạn nhìn nè. Đây nè, ý vậy nè. Thậm chí cái việc đốt rác này cũng gây khói vào không khí nè. Đó, ok chưa? Đó, rồi. Đó là câu D, là chúng ta chọn D luôn. Chọn C, chứ mình D, nó có 3 phương án thôi. Rồi, câu E ta chọn gì? Câu E ta chọn là những câu dưới đây. Bạn nghĩ những câu nào dưới đây là đúng? Bạn nghĩ những câu nào dưới đây là đúng? Nhìn này. Nhiều cách thức để ngừng cái việc ô nhiễm môi trường phải được tìm thấy. Phải được tìm thấy. Tiếp theo là không khí là đang sạch. Và tiếp theo là thật là tốt cho phổi chúng ta để hít thở khói loại ngay liền, đúng không?
không khí sạch cũng lọc luôn. Vậy thì cứ có phương án A thôi. Nhiều cách thức để chấm dứt cái tình trạng ô nhiễm phải được phát hiện, phải được tìm thấy, tìm ra để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí. Đó là nhu cầu của con người rồi, chứ không là phải rất là nguy hiểm đúng không nào. Rồi, đó là câu E và câu cuối cùng. Câu cuối cùng các bạn nhìn này, cái đoạn văn làm cho bạn nghĩ rằng, nghĩ sao? Ô không khí bẩn được thổi đi bởi gió. Cái việc ngừng ô nhiễm không khí là rất là khó. Việc ngừng làm ô nhiễm không khí rất là khó. Và luôn luôn có sự ô nhiễm không khí. Vậy thì thực ra C này là không đúng, không đúng, không phải lúc nào luôn luôn, mà là B là chính xác. Bởi vì cái việc ngừng làm ô nhiễm không khí nó là một việc không phải là không làm được, nhưng nó tương đối khó. Trong cái bài văn chúng ta đọc, chúng ta thấy rất rõ rồi, đúng không nào? Rồi, như vậy là ta chọn B đúng không? Như vậy là chúng ta vừa trải qua gần 16 phút đồng hồ trong việc là làm bài tập 10 và bài tập 11, cũng là hết của Unit 10. Và cũng hẹn các bạn ở bài tập Unit 11 ở video sau tiếp theo. Rồi, chào tất cả các bạn.